phần tiếp theo là phần nuôi câu hỏi đôi em nhịp ca. Đuôi em nhịp ca buổi trước mình cũng dạy rồi đúng không? Cái đuôi em nhị tà kia là đuôi câu trần thuật, nó sẽ kết thúc bằng một dấu chấm. Nó kết thúc bằng một dấu chấm thì nó sẽ là đuôi câu trần thuật. Còn nó kết thúc bằng dấu hỏi như đuôi em nhịp ca này thì là nó là câu hỏi. Ví dụ như nam si nhịp ca, có phải là nam si bạn 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 nam đấy không? Cái tiếp theo cái ngữ pháp buổi trước cô chưa dạy được các bạn đấy là ngữ pháp ân nân. Ân nân thì cái này nó là cái tiểu từ mà sẽ đi kèm với chủ ngữ của các bạn để nói, ví dụ như là tôi trong tiếng Hàn là gì, là trò này, trò cái từ trò này nó không có bát chim đúng không, thì mình sẽ phải cộng với nân. Còn nếu với đối với những cái danh từ nào, chủ ngữ nào mà nó có bát chim, ví dụ như cái từ ví dụ thứ hai này có bát chim yếp này thì mình sẽ cộng với ân thôi. Chè ý rơm nam in nỉ tà, như cái từ ý rơm này các bạn nhìn này, ý rơm khi kết hợp với từ ân chẳng hạn thì lúc đấy là nó sẽ có cái từ bắt chim là từ miêm này, nó sẽ cộng với nguyên âm đằng sau ô này, thì khi đó mình sẽ kéo cái chữ m đấy đằng sau để mình đọc, mình phát âm, thì khi đó mình sẽ không đọc là chế ý rơm ân nam in nỉ tà mà mình phải đọc là chế ý rơm ân nam in nỉ tà. Câu tiếp theo như vậy, ví dụ như là tên của bạn Hoa chẳng hạn, bạn Hoa thì là như nào, bạn Hoa thì sẽ nói với cộng với chủ ngữ nên ân nên thì sẽ kết hợp như nào, thì sẽ nói là Hoa cộng thường thường tên riêng sẽ phải cộng với cả tên riêng sẽ phải cộng với si, Hoa si nên nam si nên chẳng hạn, si cái này nó không có bát chim này các bạn này, thì nó sẽ cộng với nên nam si nên hắc thanh nhìn gì các Nam có phải là học sinh không? Cấu trúc vừa rồi mà chúng ta vừa học bên trên thì im nhì cá là hỏi có phải không? Chủ ngữ là nam si nên hắc xe nhìn nhì cá. Nam có phải là học sinh không? Câu tiếp theo này, con thanh nhìm. Con thanh nhìm thì nó là cái danh từ kết thúc bằng cách chim y ướp này. Thì nó sẽ phải cộng với cả ơn hay nân ở các bạn. Nó sẽ phải cộng với ơn bởi vì nó có bát chim này. Thì tương tự như vậy, cách đọc nối âm chỗ này sẽ là thon thanh ni mến Hàn Quốc Thara Minh Nghỉ Tà, có nghĩa là gì, thầy giáo cô giáo là người Hàn Quốc. Đuôi mì tà này các bạn này, đuôi mì tà có nghĩa là này. Thế thì bây giờ ví dụ mình nói mình muốn giới thiệu mình là học sinh thì mình nó sẽ nói như thế nào, chủ ngữ là gì, chủ ngữ nó là tôi là gì, tôi là trò này, trò các bạn sẽ cộng với ơn lên ơn, các bạn sẽ cộng với này trò nên này, hắc thanh là gì, hắc thanh là học sinh, bây giờ hắc thanh nghi mì tà. Các bạn đã hiểu về cái phần ân nân này chưa ạ? Ân nân này sẽ là các bạn nhớ này, ân nân là một tiểu từ nó sẽ đi kèm với cả chủ ngữ. Chủ ngữ thì auto đấy, lúc nào nó là danh từ rồi. Chứ nó không thể là động từ hay tính từ được. Và đối với cái trường hợp ân nân này các bạn nhớ thêm là nếu mà danh từ đó kết thúc bằng một bát chim thì các bạn cộng với cái gì? Bát chim thì các bạn sẽ cộng với cả ân. Còn không có bát chim, ví dụ như từ này hoa này si này thì các bạn sẽ cộng với cả nên, nó sẽ thành cái câu với cùng trò nên và xin nên. Còn ân là thầy mến thì cứ hăng lúc son sinh nhì mến, bạn đã hiểu chưa ạ? Ok, thế là mình sẽ chuyển sang phần sau khi học xong ngữ pháp thì chúng ta sẽ chuyển sang phần Maraki. Maraki có nghĩa là kỹ năng nói. Tương tự chữ Maraki ở đây các bạn cũng kéo chữ ri ơi này, cái chữ h thực ra là nó là một âm câm, âm gió trong tiếng Hàn đấy, nó cũng coi như là nguyên âm ô thôi, tương tự như là cái cách kéo âm như cô nói thì các bạn sẽ kéo cái chữ riêng này lên đây và các bạn sẽ đọc nối âm là Maraki, các bạn đọc là Maraki nhá. Maraki là kỹ năng nói. Ok, phần đầu tiên là Ara Bopsida, chúng ta cùng làm quen với một số câu chào bên dưới này. Cô thử gọi một bạn đọc mấy câu chào này lại nhá, buổi trước chúng ta học về lại về mấy cái câu chào ấy. Có bạn nào giơ tay để cô gọi đọc thử? Em ạ là ai đấy? Bạn đấy, bạn nào đấy? Bạn giơ tay đi. Đọc đi để cô chỉnh sửa phát âm cho các bạn. Các bạn còn nhớ câu chào ấy trước không? Em Phạm Vũ Hùng à? Phạm Vũ Hùng Anh à? Ok, cô gọi Phạm Vũ Hùng Anh này.
chờ một chút. Bạn giơ tay lại lên được không Trinh nhỉ? Trinh chưa thấy Trinh giơ tay. Ai đấy? Quỳnh Chi à? Quỳnh Chi vừa nãy cô gọi rồi, do một bạn khác. Cô em ơi, để lên này cô xem nào. Cho phép nói. Bạn Thu Bùi nhá, vừa nãy bạn bạn Thu Bùi thử nói đi, bạn Thu Bùi đâu rồi, bạn Thu Bùi cho... bạn Thu Bùi có bạn Thu Bùi cô đã bật mic rồi đấy, bạn nói được chưa? Phạm Vũ Hùng, Phạm Vũ Hùng anh cho phép nói, bật mic rồi này, bật mic cho các bạn rồi đấy, các bạn nói được chưa? Các bạn thử nói xem nào. Bạn Phạm Vũ Hùng anh. Alo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. À thế em bạn giới thiệu tên của mình đi cho tất cả các bạn cùng nghe. Tên các bạn có hai cách giới thiệu tên. À, Hương Shiguna. Annyeonghaseyo. Hoshi Hương Shiga yogie. 인사말 이거 뭘까요? Bạn Hương thử đọc một số cái câu lời chào ở trong trên màn hình cô đang share được không? Alo. Được ạ. Bạn đọc. Bạn đọc thử đi, bạn đọc thử từng câu một đi. Nghe hoa xe. Alo. Bạn đọc lại được không? Cô chưa nghe rõ. Bạn đọc lại cho các bạn nghe. Hello cô là ăn nhau. Đúng không? Ăn nhau. Câu 1 là ăn nhau. Câu này là thường là chúng ta thường chào như thế nào? Trong tình huống nào? Ăn nhau ha seo. Chào gặp mặt. Đúng rồi, lần đầu gặp mặt hoặc là bất kỳ hoặc là khi nào gặp mình chào là ăn nhau ha seo cũng được. Vâng. Hoặc còn khi nào mình gặp bạn bè thì mình chào như nào? Bạn bè thì mình chỉ cần chào là ăn nhom cũng được. Ăn nhom. Với người lớn hoặc bất kỳ người nào lần đầu gặp mặt thì mình sẽ chào là ăn nhom haseyo. Còn đối với bạn bè thân mật lắm rồi thì mình mới chào là ăn nhom. Ok, câu thứ hai. Câu thứ hai bạn đọc thử đi. Haseyo. Alo. Bạn không nghe mic hả? Ok, thì gọi bạn khác nha. Gọi bạn bạn nào nhở? Bạn nào em giơ tay nhưng cô không có. Em? Ôi. Bạn Thu Bùi. Vâng. Cô nghe em nói không ạ? Bạn đọc thử đi. Bạn đọc thử câu vâng. thứ 2. Câu thứ 2 là? Có, cô có nghe thấy vâng, bạn nói. Vâng. Thu Bùi. Vâng. Annyeonghi kaseyo. Cô ơi, mạng lại lát rồi. Cô nghe thêm nói không ạ? Alo. Cô nghe thêm nói không ạ? Bạn Thu vẫn nói đúng không? Vâng ạ. Cô đang hỏi các bạn là cái từ Annyeonghi kaseyo ấy, các bạn dùng trong trường hợp nào? Dạ, cái đấy là chào Alo. Một người đi và người ở lại. Người đi thì sẽ chào người ở lại là Annyeonghi kaseyo. Không phải rồi. À thế ạ? Khi người ở lại chào khi các bạn ở lại nhá. Khi các bạn ở lại này. Khi khi đó các bạn bạn của bạn đi chơi nhà bạn xong các bạn đi bạn ấy đi về chẳng hạn thì bạn là người ở lại bạn mới chào. Cái động từ kata ấy nó là đi. Annyeonghaseyo có nghĩa là gì? Annyeonghaseyo có nghĩa là đi cẩn thận nhé, đi bình an nhé, kiểu kiểu như vậy. Vâng. Vâng vâng. Bạn nhớ được. Rồi okay, ạ. Thế còn câu thứ 3 ấy mới là ý của câu bạn nói đấy. Để em. Bạn Đinh Công Diễn à? Ok. Ok, bạn Diễn nói đi. Annyeonghi kaseyo. Ok, annyeonghi kaseyo. Câu đấy là đối với dùng trong trường hợp là? Chào người ở lại. Em tên Đinh Công Điển cô ạ. Cái phần này nhá. Đúng rồi, ở khi nào các bạn nói thì cô bắt đầu cô cấp cái quyền các bạn nói thì các bạn mới được nói. Ấy. Các bạn... các bạn nó không phải đâu. Buổi sau cô sẽ xem lại cái internet này chắc là nó. Cô nói lại cái phần này nhá. Thế thì cái hình Annyeonghaseyo này.
các bạn giơ tay thì cô sẽ cho các bạn nói được. Mà thực ra là cô cũng không có nhiều thời gian để đông quá, thì với lại hơn 90 bạn ấy, thì cô sẽ nói lại cái phần này này. Annyeonghaseyo này, ok cô em đưa tay rồi, cô ơi chút nữa cô gọi nhá. Annyeonghaseyo này, các bạn sẽ đối ý C, hai người lần đầu gặp nhau chào nhau này. Tiếp theo Annyeonghaseyo là người ở lại chào người đi, thì sẽ đối bức tranh. Đúng rồi, hai đối với B. Bạn Nguyễn Thảo trả lời đúng rồi. Câu 3 đối với A. Các bạn nhớ là Annyeonghaseyo sẽ là chào, người ở lại chào người đi, đi cẩn thận nhé. Động từ kata là động từ đi. Annyeonghaseyo là người đi chào người bạn đây nhá. Các bạn đã nhìn được màn hình chưa ạ? Sách ở đâu đã làm rồi ạ? MC Book có. Cái link sách này thì nó cũng sẽ gắn cho các bạn ở trên tab chat nhá. Các bạn sẽ tải sách này về. Mở hình đi, các bạn nhìn được hình chưa? Ok, phần nói tiếp theo thì cô sẽ cho các bạn luyện nói nhá. Ok, ok. Tiếp theo này. Phần Maraki này, bài tiếp theo là ôn lại một số tên nước này. Cái sử dụng mẫu gợi ý để nói về quốc tịch này. Quốc tịch ở đây ví dụ như là câu này là gì? 저는 미국 사람입니다. Có nghĩa là tôi là người nước Mỹ. Ok. Okay, tức là giới thiệu về này. 미국 là nước Mỹ, 사람 là người. 사람 ở đây trong trường hợp này nó có bắt chim thì các bạn sẽ phải cộng với cả 입니다. 저는 là chủ ngữ này. Nên là cô mở lại cam lên này. Ok. 저는 미국 사람입니다. Tôi là người Mỹ. Học bài trước ở đâu? Bài trước thì buổi trước Trần Thị Oanh, ok, thì gọi Trần Thị Oanh hai câu tiếp theo nhá. Trần Thị Oanh thì đã giơ tay. Cô gọi tiếp nhá. Ok, bạn Đinh Công Điền đúng không? Điền cô ạ. Ờ, bạn giới thiệu tên bằng tiếng Hàn đi. Giới thiệu tên của cấu trúc như thế nào? Chê rưu mình, điền y mì ta. Chê nên mì cốc xà ràm y mì ta. 저는 프랑스 사람입니다. 알로 저는 캉입니다. 저는 남대 사람입니다. 저는 Bình Dương 입니다. Ok, các bạn đọc đi, các bạn Điền giới thiệu lại tên đi. Bạn Điền à? Dạ, Điền 입니다. Ok, 제 이름은, các bạn đọc là 이름 nhé, các bạn không đọc là 이름 đâu. Bạn đọc lại đi. 제 이름은 Điền 입니다. Điền 입니다, ok. Hoặc là có một cách thứ hai, các bạn không cần nói 제 이름은, các bạn nói luôn là như nào? 저는 Điền 입니다. Điền 입니다. Đúng rồi, 저는, các bạn nói như nào? 저는 nhá. Không phải là 저는 đâu, 저는 Điền 입니다. Ok. Thế thì bây giờ để cô xem màn hình xong bạn Điền bạn đọc hai giới thiệu theo mẫu, giới thiệu bạn là người nước nào nhá. Các bạn nhìn thấy trên màn hình chưa ạ? Cái hình thứ nhất chúng ta có nước đấy là nước Pháp. À. Nước Pháp đọc như nào nhỉ? Bạn Điền đọc France. Ừ. Ok, bạn Ngân Bùi chờ một chút. Ok, phương sư đối với cái từ âm bật hơi này, cái chữ bi ướp đấy, thì các bạn sẽ không thêm dấu huyền nhá. Có một số trường hợp là các bạn không thêm dấu huyền, ví dụ như chữ bi ướp này, bật bi bật hơi này, chữ Hàn Quốc các bạn cũng không thêm là Hàn Quốc. Một số có một số từ đặc biệt, ok, là cái quy tắc của nó là thêm dấu huyền vào đầu, ví dụ như từ Trung Quốc này. Nhưng mà một số những cái từ nó đầu cái nguyên âm của nó là chữ tiếp này hay là chữ hờ này, là các bạn không thêm huyền đâu, thì các bạn chỉ đọc là phư răng sư. Ok, thế thì câu này bạn giới thiệu bạn là người Pháp thì bạn sẽ nói như nào? Bạn Điển giới thiệu lại đi. 저는 프랑스 사람입니다. Đúng rồi, tôi là người
Pháp. Thế bây giờ muốn hỏi là tốt, bạn có phải là người Pháp không, thì bạn chỉ cần, bạn cần hỏi như nào? Cái này nó chỉ cần chuyển đuôi câu im đi ta thành một đuôi câu hỏi thôi. Đuôi câu hỏi là chúng ta đã học ở bên trên là gì? Im đi ca. Phương sư sa. Đúng rồi, bạn nói lại nha. Phương sư sa. Ok, đúng rồi. Đúng rồi. Điển xì nên Phương sư sa ra mình đi ca. Bạn Điển có vẻ là người Pháp không? Ok. Ok, 저는 프랑스 사람입니다. 아니죠? 베트남 사람 아닙니까? Em có phải là người Việt Nam không? Em phải là người Việt Nam chứ, đúng không? Thành Trúc. Câu thứ hai, ok, tiếp câu thứ hai nhé. Câu thứ hai là nước gì? Bạn Điền đọc đi, bạn Điền đọc, bạn giới thiệu luôn, bạn là người Trung Quốc. Ok, bạn đọc đi, bạn đọc luôn. Ok, bạn có phải là người Trung Quốc không, nói như nào nhỉ? Trung Quốc 사람입니까? Ok, bạn phát âm đúng rồi. Trung Quốc 사람입니까? Bạn có phải là người Trung Quốc không? Ok, cảm ơn bạn Điền. Sẽ gọi, bây giờ sẽ gọi bạn, bạn nào nhỉ? Bạn Oanh nhỉ? Nhưng mà cô chưa thấy bạn Oanh giơ tay. Bạn Thanh Trúc à? Thanh Trúc, chưa thấy Thanh Trúc giơ tay. Bạn nào đây? Các bạn nói Thùy Linh nhỉ? Thùy Linh nhá, Thùy Linh trước nhá, xong gọi bạn sau tiếp theo này. Bạn Thùy Linh nói được chưa? Cho cấp quyền nói cho bạn Thùy Linh rồi đấy. Bạn Thùy Linh. Anh nhớ anh xưa. Ê, annyeonghaseyo. Bạn Linh giới thiệu tên bằng tiếng Hàn đi. Chê mi râm Linh imita. Chó nâng bê tê nà sơ imita. Ok, cô dạy chỉnh lại phát âm cho bạn Linh nhá. Chê y râm Linh imita. Bạn Linh nghe rõ chưa? Imita. Ok, đúng rồi. Chê y râm Linh imita. Hoặc là cách thứ hai bạn giới thiệu tên như thế nào nhỉ? Chỉ cộng nguyên tên luôn, cộng với cả đuôi trần thuật đấy, bạn giới thiệu. Linh imita. Ok, 저는 Linh imita, hoặc là bạn chỉ cần nói, đúng rồi, chỉ cần nói là Linh imita cũng được. Ok, bạn Linh đọc câu số 3, số 4 này, các bạn đọc, bạn Linh đọc tên nước xong các bạn Linh giới thiệu luôn là nước đấy, bạn là người nước nào luôn theo hai cái câu số 3, số 4 nha. Hàn Quốc. Ilbon. Hàn Quốc gì? Hàn Quốc, 저는 한국 사람입니다. 저는 đúng rồi, đúng rồi. 사람입니다. Ok, bạn phát âm từ 일본 nhá, phát âm lại này. 일본, 저는 일본 사람입니다. 일본 사람. Ừ đúng rồi, cái đuôi 입니다 bạn chỉ cần đọc bình thường thôi, bạn không cần kiểu kiểu hơi gồng lên một chút đâu, bạn chỉ cần đọc là 저는 일본 사람입니다. Thế là được. Thường thường cái đuôi câu ấy nó sẽ có xu hướng là huyền xuống, tức là các bạn đọc nó nhẹ đi xuống ấy, đi xuống. 입니다. Ok, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn Linh. Hai câu tiếp theo này. Câu 5 và câu 6. Câu 5 và câu 6 này bạn nào này? Bạn Kim Na Hyun à? Kim Na Hyun, chưa thấy Kim Na Hyun giơ tay. Trần Thị Oanh, cô cũng chưa thấy Trần Thị Oanh giơ tay. Ủa, Nguyễn Hà Vi, Lương, Ngân Bùi, chưa thấy mấy bạn này giơ tay này. Nhưng các bạn chưa giơ tay mà cô không gọi được. Thế gọi bạn Hiền, bạn nào nhỉ? Thiên Ngân nhá. Bạn Thiên Ngân giới thiệu câu số 5, câu số 6 được không? Thanh Trúc, cũng không thấy Thanh Trúc giơ tay đâu. À, hay là nó dài quá, nó ở bên dưới. À, đúng rồi, nhiều các bạn dưới giơ tay mà mình cô không nhìn thấy. Đó các bạn. Thế thì cô vừa ấn bạn nào nhỉ? Cô vừa gọi cho bạn Thiên Ngân đúng không? Bạn Thiên Ngân giới thiệu tên, xong bạn Thiên Ngân giới thiệu câu số 5, câu số 6 được không? Dạ, yeah, ok cô. Ồ, bạn Thiên Ngân hình như là người ở trong bên miền trong đúng không? Em ở Nha Trang à? À, thảo nào tiếng hay thế. Bạn Ngân giới thiệu tên bạn Ngân đi, xong bạn Ngân giới thiệu câu số 5, số 6 cho các bạn cùng nghe với. 안녕하세요. 저는 Ngân입니다. Ồ, đúng rồi, bạn Ngân nói hay đấy.
Bạn Ngân giới thiệu cô số 5, số 6 đi. Dạ. Cho nên Hàn Quốc Sara Mimita. Bạn Ngân phải giới thiệu cô số 5, số 6. Cô số 5 là nước Việt Nam đấy, chứ có phải là Hàn Quốc đâu. Dạ. Cho nên Việt Nam Sara Mimita. Ok, ok bạn Ngân nhá. Đuôi câu này, đuôi câu như cô vừa nói này, im thì tà là các bạn có xu hướng là, đúng rồi, giọng rất là dễ thương, có xu hướng là huyền xuống. Thì các bạn sẽ nói như nào? Cho nên Việt Nam Sara Mimita. Với lẽ là bạn Ngân là có xu hướng hơi hơi, kiểu là hơi hơi đi lên cái đuôi câu ấy. Các bạn nhớ là nhớ đi xuống cái đuôi câu một chút. Đúng rồi, giọng miền Trung nói tiếng Hàn hay. Câu tiếp theo câu số 6 này. Bạn Ngân nói tiếp câu số 6 đi. Dạ. Cho nên Ho Chu Sara Mimita. Ok, cô chỉnh lại cho bạn Ngân và tất cả các bạn luôn nhá. Cho nên, trước tiên là cho nên là tôi, cho này, cho nên. Ho chu Sara Mimita. Ho chu nhá. Ho chu là nước Úc. Bạn Ngân đọc lại một lần nữa đi, bạn Ngân đọc lại câu giới thiệu tôi là người nước Úc đi. Cho nên Ho chu Sara Mimita. Ho chu nhá. Đấy, giống như cô vừa nói ở từ Hàn Quốc đấy. Hàn Quốc này, đối với âm hờ này, âm chữ tiếp bật hơi như ở câu số 1 này, thì các bạn sẽ không thêm dấu huyền đâu nhá. Bình thường buổi trước cô dạy các bạn là bình thường âm đầu các bạn sẽ thêm dấu huyền. Nhưng mà đối với những cái âm trường hợp đặc biệt đấy, các bạn không thêm dấu huyền đâu. Ví dụ như là Ho chu này, Ho chu các bạn không thêm dấu huyền là Ho chu đâu, Ho chu thôi. Ho chu Hàn Quốc, France. Ok. Cảm ơn bạn Ngân. Bạn Ngân chú ý phát âm nhá. Đuôi câu bạn Ngân đừng có kiểu là phát âm cao nó lên ấy, bạn chỉ cần là im thì tà thôi. Còn ví dụ như đuôi câu bạn Ngân hỏi ngược lại, bạn Ngân hỏi là bạn có phải là người Việt Nam không, thì bạn Ngân mới nói là Việt Nam Sara Mimita. Đó là bạn mới nâng đuôi câu lên. Ok. Phần 2 này, phần 2 luyện nói tiếp này. Phần 2 cho các bạn nói này. Có bạn nào ở Vũng Tàu không ạ? Bạn Kim Na Hyun này, bạn từ giơ tay từ nãy rồi này. Có bạn nào phần này tiếp tục nhá. Tiếp tục là sử dụng mẫu câu. Cô đọc trước có mẫu câu này. 안녕하세요. 저는 김민준입니다. Xin chào, tôi là Kim Min Jun. Bạn kia trả lời lại là 안녕하세요. 제 이름은 Hien Hien입니다. Ok. Thế thì đây cũng nói trước với các bạn ở đoạn trước rồi, đó là giới thiệu tên thì sẽ có hai cách. Một là chó nhân momomo im nỉ tả tôi là, hoặc cách thứ hai chế ý đơm momomo im nỉ tả. Ý đơm nó nghĩa là tên của tôi là thế này thế kia. Đấy là hai cách giới thiệu tên. Thế thì cô ở phần hai này cô sẽ gọi bốn bạn để thực hành bốn câu nhá. Cô sẽ chỉnh sửa phát âm luôn cho các bạn để xem các bạn phát âm có đúng chưa, huyền rồi là ngữ điệu các thứ. Bạn Thanh Trúc nha, có bạn Thanh Trúc. Bạn Thanh Trúc à, bạn Thanh Trúc đâu? Cô chưa thấy, chờ một chút để tìm bạn Thanh Trúc. Thấy bạn Thanh Trúc từ nãy rồi, Thanh Trúc đây. Thanh Trúc nói này, Thanh Trúc giới thiệu bạn. Trước tiên là Thanh Trúc, các bạn đều giới thiệu tên của các bạn bằng tiếng Hàn này. Alo Thanh Trúc nói được chưa? Thanh Trúc thử kiểm tra mic xem nào. Thanh Trúc nói được chưa? Thanh Trúc, cô đã cho Thanh Trúc nói rồi đấy. 안녕하세요. 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 저는 한주입니다. Ok. 어디에서 왔어요? 어디에서 왔습니까? 네. 어디에서 왔어요? Tức là bạn đến từ đâu đấy, bạn là người ở đâu đấy. Thì bạn giới thiệu cô đấy thì bạn sẽ nói như nào? 저는 베트남 사람입니다. Ok, đúng rồi, 저는 베트남 사람입니다. Cụ thể hơn đi, bạn đến từ tỉnh nào? Ví dụ đây là mình là những người cùng Việt Nam rồi thì mình sẽ nói là mình là người Hà Nam này, hay mình là người Thanh Hóa, Hưng Yên gì gì đó. Hồ Chí Minh. Ok, thì bạn sẽ nói như nào? Bạn nói tôi là người Hồ Chí Minh thì bạn sẽ nói như thế nào? 저는 Hồ Chí Minh. Đúng rồi, cái tiếng Hàn Hồ Chí Minh thì người ta sẽ là Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Nhưng mà các bạn mới thì các bạn có thể cũng cứ nói dùng từ tiếng Việt cũng được. Các bạn cứ có thể nói là Hồ Chí Minh, Sara Mimita cũng được. Nè, nè, ok, là bạn biết cấu trúc giới thiệu về bản thân và giới thiệu về bạn là người ở đâu, đến từ đâu rồi đúng không? Thế thì bạn bắt đầu thực hành câu số 1 cho các bạn là mọi người nghe nhá. Nè, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저는 반입니다.
안녕하세요. 저는 한입니다. 네, 안녕하세요. 제 이름은 박수빈입니다. 제 이름은 박수빈입니다. 오케이, 감사합니다. 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 잘했습니다. 네. 감사합니다, 탱초. Gọi bạn nào, câu thứ hai này. Bạn Anh Ngọc nhá, Anh Ngọc vừa đấy nhìn thấy anh Ngọc comment gần nhất luôn. Anh Ngọc đâu rồi? Anh Ngọc chưa giơ tay hay sao ấy anh Ngọc ạ? Bạn Khang nhá, bạn Khang vừa lại nói chưa nhở? Anh Ngọc vừa lại cô không nhìn thấy anh Ngọc giơ tay nhá. Bạn Khang nói chưa, cô cấp quyền nói cho bạn Khang rồi. Trần Oanh này, ok thì là bạn Khang nói được chưa? Bạn Khang ơi, bạn Khang có đấy không? Bạn Trúc Ly nói rồi hay sao ấy? Bạn Lương nhá. Bạn Khang không nói gì cả. Bạn Lương này, mời bạn Lương nói này, bạn Lương nói được chưa? Bạn Lương thấy cấp mic cho bạn Lương chưa? Alo, cô nghe thấy em không ạ? Có, nghe thấy bạn Lương rồi nhá. Bạn Lương giới thiệu tên của bạn Lương đi. Kim Na Hon chút nữa cô gọi nhá. Chào Lương Imita. Ờ, đúng rồi, Lương Imita. Lương đến từ đâu nhỉ? Ở địa đâu ạ? Đấy ạ. Chuẩn Bắc Linh Imita. Ờ, không được. Nếu mà bạn Lương nói nhá, bạn Lương nói là trò nên Bắc Ninh im nhỉ ta thì câu đấy có nghĩa là gì? Câu đấy sẽ có nghĩa là tôi là Bắc Ninh. Bạn muốn nói bạn là người Bắc Ninh thì bạn phải thêm từ gì? Từ người là từ Saram. Thì bạn sẽ phải thêm vào là Bắc Ninh là một phụ này, Saram là người, thì bạn sẽ ghép lại là Bắc Ninh Saram im nhỉ ta. Bạn Lương nói lại câu đấy đi. Trò nên Bắc Ninh Saram im nhỉ ta. Đúng rồi. Thế bây giờ bạn Lương nói câu là tôi là người Việt Nam thì bạn Lương nói như nào? À, cho nên Việt Nam Saram imita. Đúng rồi. Cho nên Việt Nam Saram imita. Ok. Thế thì bạn Lương thực hành luôn câu số 2 nhá. Câu số 2 trong phần đấy luôn. Chỗ nào cô? Bạn có nhìn thấy màn hình cô đang share trên màn hình không? Có. Đúng rồi. Thế thì bạn làm cái mẫu câu số 2 đi, bạn làm cái câu số 2 này. Han Chi Won mà nam đấy. Tức là bạn chỉ thay tên đi và bạn nói như là kiểu mẫu câu kìa. Bạn có nhìn thấy cái mẫu của người ta không? Chỗ annyeonghaseyo đấy cô. Đúng rồi, thì bạn chỉ cần thay tên thôi, cái mẫu của người ta cho là Kim Min Chun và Hiền này. Thì bây giờ cái mẫu câu số 2 là sẽ có hai từ là Han Chi Won và Nam đấy. Thì bạn chỉ cần thay tương tự lần lượt hai cái tên đấy thôi. Với lại bạn không theo dõi bạn Ly nói à? Em không. Ừ, thế bây giờ bạn thay tên đi. Tên thứ nhất là Han Chi Won này. Thì bạn thay từ Han Chi Won bằng từ Kim Min Chun, bạn nói theo mẫu A này. Còn mẫu B là bạn thay từ Hiền bằng từ Nam, bạn nói, bạn phát biểu này. Vâng. 안녕하세요. 저는 저는 한지원입니다. Bạn có hiểu cái mẫu câu ấy không? Có. Ok, câu thứ hai là đối với từ nam này. 안녕하세요. 제 이름은 남입니다. Đúng rồi, chị Đơn Nam em nhỉ đà. Ok, cảm ơn bạn nhá, cảm ơn bạn Lương. Hai câu này các bạn nhìn này, hai câu này nó sẽ đều là hai câu giới thiệu bản thân. Hai câu này đều là hai câu giới thiệu bản thân, giới thiệu tên của mình. Các bạn có thể một giới thiệu cho nên Momomo em nhỉ đà, hoặc là các bạn có thể giới thiệu là chị Đơn Momomo em nhỉ đà, đều có nghĩa là câu này.
Ok, thế thì bây giờ thời gian chúng ta cũng còn nhiều thì mình sẽ chuyển qua mẫu câu thứ hai nhá. Sẽ gọi thử bạn, mẫu câu này sẽ hỏi lại câu hỏi về là hỏi dùng câu hỏi, dùng mẫu đuôi câu hỏi đuôi mình cái để hỏi lại xem là bạn là thế này, bạn là thế kia có đúng không? Mô 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 gì vậy cô à? Mô 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 có nghĩa thế là kiểu như là giống trong tiếng Việt đấy các bạn. Nó là ba chấm ấy, ví dụ như chó nên mô 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 im nhì đà, thì trong tiếng Việt nó dịch ra là tôi là ba chấm, tức là ý là thay cái dấu ba chấm trong tiếng Việt đấy. Cảm ơn bạn Lương. Tiếp theo là cô sẽ gọi bạn Kim Na Yon nhá, người lại gọi bạn Kim Na Yon từ lấy đến giờ rồi, gọi thử bạn Kim Na Yon này. Chờ một chút, Kim Na Yon. Sự đồng. Annyeonghaseyo, Nayeon si. Ê. Bạn Na Kim Na Yon giới thiệu về tên bằng tiếng Hàn đi. 네, 안녕하세요. 저는 김나연입니다. 어, 소리가 좋죠? 네. Nói, bạn giọng bạn nói rất là hay, nhẹ nhàng đúng không? Bạn Kim Na-yeon đến từ đâu? Bạn là người ở tỉnh nào? 저는 풍타오 사람입니다. 어, 풍타오 사람입니다. Ok, thì bạn Kim Na-yeon giới thiệu mẫu câu số 1 đi, bạn nói theo mẫu câu số 1. Bạn thay tên rồi bạn giới thiệu. Gì? Iyuna 씨는 베트남 사람입니까? 네, 아니요. 한국 사람입니다. Ok, bạn dịch luôn câu đấy cho các bạn nghe đi. Câu này là bạn Iyuna có phải là người Việt Nam hay không? Không phải, tôi là người Hàn Quốc. Đúng rồi, anio có nghĩa là không, còn ne có nghĩa là vâng, đúng rồi, tôi là người Việt Nam. Còn nếu mà không phải thì trả lời lại phủ định là anio. Hàn Quốc tham gì nhỉ? Không, tôi là người Hàn Quốc. Bạn Kim Na-yeon phát âm rất là chuẩn và ngữ điệu cũng rất là hay. Bạn học tiếng Hàn lâu chưa? Em mới học đến bài 4, bài 5 rồi ạ. Ồ, nhưng mà cái giọng của bạn ấy cũng hay, với cả bạn nói ngữ điệu các thứ cũng hay. Thế thì bạn về trường bạn học từ mới, từ vựng nè, thì mình nghĩ là tiếng Hàn của bạn sẽ lên rất là nhanh, bởi vì bạn nói cũng rất là hay và tự nhiên. Cảm ơn bạn Kim Na-yeon nha. Ừ đúng rồi, học của mẹ Hú là rất chuẩn. Cũng là fan cứng của mẹ Hú. Thank you. Câu tiếp theo nha, câu Mai Miyashi, Miyaki và Ilbon. Trần Oanh à, Trần Oanh gọi rồi sao mà Ngân Bùi. Ngân Bùi cũng gọi rồi, sao những tên bạn này rất là quen. Bạn Ngân Bùi không biết gọi chưa nhở? Em chưa, Nguyễn Hà Vi, anh Ngọc, cô xin lỗi các bạn rất là giơ tay rất nhiều nhưng mà cô không thể gọi hết được. Trần Oanh, sao những cái tên này rất là quen, Trần Khánh Linh gọi chưa nhở? Linh có giới thiệu rồi sao ấy? A còng 12345 tên là gì đây? Trần Khánh Linh nhé, Trần Khánh Linh sẽ gọi Trần Khánh Linh để cô tìm Trần Khánh Linh. Các bạn yên tâm là cô sẽ dạy các bạn mỗi buổi, cố gắng sẽ gọi các bạn được mỗi bạn một lần. Gọi bạn Trần Khánh Linh, bạn Trần Khánh Linh có nghe được mic chưa ạ? Bạn Trần Khánh Linh ơi. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. Bạn Linh giới thiệu bạn Linh tên bạn Linh đi. 안녕하세요. 저는 Linh입니다. Ok, ok, đúng rồi. Cái cách thứ hai bạn giới thiệu có hai cách giống như trên kia cô vừa chỉ ấy. Có một cách nữa là dùng 제 이름은 모모모입니다. Bạn Linh giới thiệu theo cách đấy cho các bạn nghe xem nào. 제 이름은 Linh입니다. Đúng rồi. Ok, bạn Linh phát âm cũng chuẩn và ngữ điệu cũng chuẩn luôn. Bạn Linh làm mẫu câu thứ hai, mẫu thứ hai cho các bạn xem, cho các bạn nghe được không? Vâng ạ. 미시키 씨는 베트남 사람입니까? 아니, 아니, 일본 사람입니다. 어, đúng rồi. Nhưng mà đối với cái này, 아니요, 아니요. Tức là các bạn phải thêm cái đuôi 요 vào thì nó sẽ lịch sự hơn. Ví dụ như đối với những cái người, ví dụ như kiểu đối với các bạn thân bạn của các bạn ấy, thì các bạn chỉ cần nói là 아니,
nhưng mà không không sao cả. Nhưng mà ví dụ đối với người lạ mà chưa quen ấy thì các bạn nói thêm là Anio và nó sẽ lịch sự hơn. Anio, Ilbon Salamim gì đã. Cảm ơn bạn Linh. Cảm ơn Mita. Để cảm ơn Mita. Các bạn mới học nói, các bạn cứ nói nhiều vào, các bạn cứ nói nhiều, luyện nhiều à, các bạn sẽ tự dưng nó sẽ em mềm mại hơn, tự nhiên hơn. Đấy, thực ra là mình cô cũng gọi thử một vài bạn, như các bạn ở Vũng Tàu với các bạn ở miền trong, các bạn cái giọng các bạn rất là mềm mại và các bạn nói tiếng Hàn, ngữ điệu các thứ cũng rất là hay. Nhưng có một số người thì tiếng ví dụ như là như của cô chẳng hạn. Nói chung là cái giọng, cái tiếng nói thì nó cũng không, cho nên là mình phải luyện nhiều. Những bạn mà giọng nói hay thì các bạn chỉ cần chịu khó một chút thôi là các bạn nói sẽ tiếng Hàn rất là hay. Bạn Lương gọi rồi mà, bạn Hương Thảo à. Bạn đọc một chút nha. Các bạn đọc lưu ý hội thoại này. Khi gọi trân trọng một người có vị trí ngang bằng hoặc thấp hơn mình thì người ta thường dùng là tên cộng với si. Còn có thể dùng họ tên cộng với si hay là tên cộng với si chứ không dùng họ cộng với si. Tức là ý là ý cái lưu ý này là muốn nói là gì? Cái lưu ý này có nghĩa là bạn không bao giờ được cộng cái họ của người Hàn Quốc với cả si, mà các bạn một là các bạn cộng cả tên cả họ của người ta vào, hai là các bạn cộng chỉ các bạn cộng nguyên tên thôi chứ các bạn không, tuyệt đối là không được cộng nguyên họ với cả si. Đây là cái lưu ý. Như buổi trước cô cũng nói rồi thì cái ví dụ như là nguyên cái họ ấy, nguyên cái họ thì người ta sẽ cộng với cả từ ví dụ như là chức vụ chẳng hạn, Kim Thanh Sinh Nim, Kim Thế Pyo Nim chẳng hạn, chứ còn không được cộng nguyên họ với cả si. Đây là lưu ý các bạn nhớ đối với những bạn mới học. Bạn Oanh nhà cô. Cái mẫu tiếp theo này, những cái phần từ ki đấy thì các bạn tải giáo trình cho các bạn download những cái file nghe ở trên mạng rồi về các bạn nghe nhé. Chủ yếu trên lớp là cô sẽ dạy cho các bạn ngữ pháp này, từ vựng và cái luyện phần nói là maraki. Hôm nay vào hơi muộn với cả có một chút trục trặc về vấn đề mạng ấy, cho nên là chắc là tầm độ 8 giờ 5 chẳng hạn hoặc là 8 giờ 10 mình sẽ kết thúc lớp học nhé. Bây giờ mình sẽ luyện tập thêm cái phần này này cho các bạn, luyện tập thêm một chút để chỉnh sửa phát âm cho các bạn. Như ví dụ như là cái đoạn hội thoại chẳng hạn, cô sẽ gọi một bạn đọc đoạn hội thoại nhé. Em có giáo trình rồi, các bạn có giáo trình rồi thì các bạn luyện tập theo giáo trình nhé. Các bạn luyện tập rồi các bạn download cái file nghe về, các bạn luyện nghe, các bạn luyện nói theo cái file nghe này. Trần Oanh nhé, Trần Oanh, vừa nãy gọi Trần Oanh chưa nhở? Trần Oanh chưa gọi đúng không? Thì gọi Trần Oanh đọc thử nhá, Trần Oanh. Gọi bạn nào, bạn để giới thiệu tên và giới thiệu các bạn đến từ đâu luôn nhá, để ít nhất là sau bài 1 các bạn có thể nói được những câu đó. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 왕입니다. 왕 씨가 어디에서 왔어요? 어디에서 왔어요? 어디에서? Tức là bạn đến từ đâu? Bạn là người ở đâu? 다이빙 사람입니다. 아, 다이빙 사람이에요? 네. Ok. Bạn à, cái này mình, bạn Vân đọc mẫu câu cho cô trong trong đoạn hội thoại có được không? Bạn Vân đọc thử cô xem. Bạn Vân có nhìn thấy màn hình cô chia sẻ không? À, bạn Oanh. Xin lỗi bạn Oanh. Bạn Oanh thử đọc lại đoạn hội thoại ở trong hình đi. Bạn có thể nhìn lên màn hình, cô đang chia sẻ màn hình mà. Có. Bạn có nhìn thấy trên màn hình không? Ok. Đọc theo đoạn hội thoại hay là đọc theo cái bảng tên ạ cô? Ừ, bạn đọc đoạn hội thoại luôn đi, bạn đọc bảng cái bảng sau đi. Đoạn hội thoại người ta viết rồi, bạn chỉ cần đọc theo thôi để cô xem bạn phát âm các thứ như thế nào. 안녕하세요. 저는 박준영입니다. 안녕하세요. 박준영입니다. 박준영 씨는 한국 사람입니까? 네, 한국 사람입니다. 흥 씨는 만레
말레이시아 사람입니까? 아니요, 전 베트남 사람입니다. Ok, cảm ơn bạn Oanh. Bạn Oanh, hình như bạn Oanh nói cái, có cái giọng rất là kiểu là cute trẻ con ấy. Bạn Oanh sinh năm bao nhiêu? Tôi sinh năm 2004. À, chăm chỉ đấy. 2004 bảo sao cái giọng của bạn Oanh rất là cute. Ok, cô sẽ sửa một số các phát âm cho bạn Oanh nhá. Bạn Oanh thứ nhất này, cho nên bắc chun do im nhì đà. Bạn chỉ cần nói đơn giản thôi, bạn nói rất bình thường thôi. Bạn chỉ cần nói là im nhì đà thôi. Bạn không cần kiểu là phải nó hơi kiểu gồng gồng một chút, nó hơi khó một chút đi. Bạn nói lại xem nào. Nên bắc chun yong im nhì đà. Nên bắc chun yong im nhì đà. Đúng rồi, em nhì đà, bạn chỉ cần nói em nhì đà đơn giản thôi. Tiếp theo nhá, cái câu này ví dụ chẳng hạn này. Ở hương chi nên bắc chun yong chi nên hàn quốc 사람입니까? Phát âm lại cho cô nghe câu này xem nào. 박준영 씨는 한국 사람입니까? Đúng rồi, cái này thì bạn phải làm đúng rồi, là bạn đúng cái ngữ điệu của bạn đi lên câu imnica. Tiếp theo là cái từ Malaysia ấy. Thực ra là mình có thể đọc rất nhanh lên Malaysia, nhưng mà mình đọc rất nhanh lên khi mình phát âm tiếng Hàn là người ta cũng hiểu được. Ai chỉ cần đọc nhanh lên là Malaysia, Malaysia. Ở Hương 씨는 Malaysia 사람입니까? Ok. Bạn Oanh chỉ cần bạn học tiếng Hàn có vẻ sớm, có vẻ là bạn rất là chịu khó tìm hiểu. Bạn chịu khó lên mạng giống như bạn nào vừa chia sẻ nhá. Mình cũng không nhớ tên nhưng mà bạn ấy có thể lên tham khảo mẹ hú về các quy tắc phát âm rất là hay. 2K4 thì chắc là năm nay là lớp 12 đúng không? Ok, cảm ơn bạn Oanh. Giọng nói rất là cute. Qua đoạn hội thoại này thì các bạn có thể thấy được là một số cái cấu trúc của mình học. Hôm nay cô sẽ tổng kết lại một số cấu trúc của của chúng ta đã học trong cái bài 1 ngày hôm nay nhá. Cấu trúc thứ nhất đấy là đuôi câu trần thuật giới thiệu im nhỉ là. Nó cũng nghĩa là nó sẽ cộng với và đi kèm với nó luôn là cái cấu trúc giới thiệu tên của mình có hai cấu trúc. Em học ở trung tâm giáo trình lại khác, đúng rồi, giáo trình trung tâm khác đấy. Có nhiều trung tâm sẽ có giáo trình khác nhau. Nhưng mà cái giáo trình phổ biến nhất là các bạn thường học là giáo trình tiếng Anh tổng hợp, chính là cái giáo trình mà cô đang dạy các bạn. Thế thì cái cấu trúc mà cô đang nói dở cho các bạn là ôn lại cho các bạn là cấu trúc giới thiệu tên. Tức là sau cái bài này giới thiệu các bạn phải giới thiệu được các bạn tên là gì, các bạn là người đến từ nước nào, là người đến từ tỉnh nào. Cái cấu trúc giới thiệu tên của các bạn nó sẽ là cho nên momomo imnita, hoặc là thế iremen momomo imnita. Cấu trúc cơ bản các bạn giới thiệu tên các bạn phải nhớ. Cấu trúc thứ hai là nói về các bạn là người nước nào, nó sẽ là, đúng rồi, có mẹ hú là ra đấy, nó sẽ là tên nước đó cộng với cái từ saram cộng với đuôi câu imnita. Cái câu cụ thể là cho nên momomo saram im nhỉ đà, tôi là người nước này, tôi là người nước kia. Các bạn phải nhớ cấu trúc đấy. Và cái đuôi câu thứ hai là cái đuôi câu im nhỉ cá, là câu hỏi lại của cái đuôi câu im nhỉ đà, là các bạn có phải là tên này không, các bạn có phải là người nước kia không. Đấy là hai cấu trúc mà các bạn cần phải nhớ. Còn cái cấu trúc ngữ pháp về cái chủ ngữ tiểu từ ân nên ấy, thì các bạn nhớ, chỉ cần nhớ hai điều là ân nên là gì. Ân nên là cái tiểu từ đi kèm với chủ ngữ thì auto lúc nào là thanh từ rồi. Khi nào dùng ân đấy là khi mà chủ ngữ nó là một danh từ và nó có bắt chim. Còn dùng nên là khi chủ ngữ nó là một danh từ nó có bắt chim, ví dụ như từ trò nên này, hắc then. Sau sinh nghiêm là bắt chim, nó có bắt chim thì nó sẽ dùng ân. Ok, thì bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Các bạn chú ý về nghe phần Maraki, phần Suki, các bạn luyện tập thêm ở nhà nhé. Buổi sau thì mình sẽ đến bài số 2. Các bạn chờ một chút, mình sẽ mở cái phần đố vui cho bạn. Tính đến ngày mùng 2 tháng 8, Hàn Quốc đang xếp thứ mấy trên bảng tổng sắp huy chương Olympic?
cũng giống như lần trước nha, 1, 3, 5, 8 hay là 9, các bạn đăng ký đăng kết quả lên Facebook cùng với hashtag Salam Online Korean Class hoặc là tiếng Hàn. Các bạn ơi, các bạn nhớ chúc mừng sinh nhật bạn nhé, bạn nào nào là sinh nhật mình đấy, các bạn nhớ là các bạn chờ đồ vui đây. Tính đến ngày 2 tháng 8, Hàn Quốc đang xếp thứ mấy trên bảng tổng sắp huy chương Olympic? 1, 3, 5, 8 hay là 9? Giống như thể lệ lần trước là các bạn trả lời câu hỏi này, các bạn đăng lên Facebook cá nhân với hashtag, 3 cái hashtag lần trước. 3 cái hashtag này thì cô sẽ copy lại cho các bạn vào khung chat. Các bạn về chịu khó xem cái từ vựng này, hàng từ vựng này và thuật từ mới nha. Buổi sau mình sẽ học xong một bài mới. Phần tuyệt kỳ và phần sư kỳ các bạn sẽ về nhà các bạn tự tự luyện ở nhà thêm nhá. Bởi vì là trên lớp mình cũng không có nhiều thời gian, mỗi buổi có 2-1 tiếng thôi, mình cũng không dạy nhiều được. Mình sẽ chủ yếu dạy các bạn phần Maraki, phần để luyện nói này, phần ngữ pháp, phần từ vựng. Các bạn đã xem được câu hỏi chưa ạ? À? Bài 2 là từ chỗ nào vậy ạ? À? Bài 2 là các bạn có quyển giáo trình, cho lần trước mình đã gửi cái file giáo trình cho các bạn rồi ý. Cái link có quyển giáo trình ý, nó bắt đầu từ bài 2 đấy. Các bạn nhớ tham gia đố vui nhá, đố vui để nhận quà nhá.